Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Thưa quý vị, Ukraine được cho là đang phát triển mẫu tàu ngầm cỡ nhỏ hình dạng thủy động lực linh hoạt trong hoạt động tấn công như phương tiện không người lái nhằm tối ưu hóa khả năng tăng hình. KievBot cho biết, Highland System, công ty điều hành bởi người Ukraine, song hiện có trụ sở tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), đã đưa vào thử nghiệm thực tế mẫu tàu ngầm cỡ nhỏ Cronus do hãng phát triển theo nhà sản xuất tàu ngầm Caronus được thiết kế để chở tối đa 10 người, có thể di chuyển không phát ra tiếng động ở vận tốc 50 km h và mang theo thuốc nổ. Công ty cho hay, con tàu có thiết kế thân sáng tạo giúp giảm nhiên liệu tiêu thụ, mang đến một khái niệm hoàn toàn mới về sản xuất tàu ngầm trên thế giới. Ông Alexander Kuneshov, trưởng nhóm phát triển tàu Caronus, cho biết khí tài này được trang bị hệ thống điều khiển từ xa, nên có thể vận hành như thiết bị không người lái drone, không cần tàu mẹ để phóng. Nó cũng được gắn thiết bị định vị thủy âm, sonar radar, hệ thống liên lạc, camera nhìn đêm, camera 360 độ và kính tiềm vọng điện tử. Con tàu có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ như tàu tuần tra bờ biển, trinh sát, sơ tán quân sự và cả tấn công. Với 6 quả ngư lôi Black Scorpion gắn ở hai bên thân, Kronos được trang bị động cơ điện, có thể chạy liên tục 54 giờ sau một lần sạc với phạm vi hoạt động lên tới 1.000 km. Điểm nổi bật nhất của tàu Kronos là thiết kế. Trong khi các tàu ngầm truyền thống thường có hình ống, kích thước lớn, di chuyển tương đối chậm và khả năng xoay trở hạn chế. Mão tàu của Utena sở hữu kích thước nhỏ, hình dạng thủy động học giống như phương tiện không người lái hơn là tàu ngầm, nhằm tối ưu hóa khả năng tăng hình. Caronos cũng chỉ cần một người lái, thay vì cần thủy thủ đoàn lên tới 100 người để vận hành như các tàu ngầm thông thường. Con tàu được bao phủ bởi một vật liệu composite đặc biệt từ bên ngoài và bên trong, nó giúp giữ nhiệt và khiến các thiết bị định vị siêu âm sonar của đối phương khó phát hiện hơn. Caronos có cánh gấp để điều khiển dưới nước ở chế độ lơ lửng tại chỗ. Ngoài ra, nhờ có đôi cánh, con tàu có thể được vận chuyển thuận tiện trên một chiếc xe kéo thông thường. Nếu con tàu có thể hoạt động giống như vậy, nó có thể thay đổi hình thái giao tranh trên biển, giống như cách mà thiết bị bay không người lái đã làm ở bên trong. Biên tập viên Jesus Diaz của chuyên trang Fast Company nhận định. Matthew Sweeney, cựu chỉ huy Hải quân Mỹ và hiện là giáo sư tại Đại học Chiến tranh Hàng hải nước này, cho rằng các tính năng mà Highland System công bố về tàu Cardonos đều khả thi về mặt lý thuyết. Hiện chưa rõ khi nào con tàu sẽ được sản xuất hàng loạt và biên chế cho quân đội Ukraine, song nó sẽ được kỳ vọng sẽ là vũ khí hữu hiệu để đối phó hạm đội Biển Đen Nga. Vừa qua, theo Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi, một cơ sở thuộc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã bị máy bay không người lái tấn công. Các chuyên gia của IAEA có mặt tại nhà máy Zaporizhia đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Ông Grossi cho biết rất may không có thiệt hại về người và không có ai bị thương. Ông Grossi nhấn mạnh đây là cuộc tấn công thứ ba được báo cáo nhắm vào cơ sở đào tạo của nhà máy Zaporizhia thời gian gần đây. Sau hai sự cố như vậy vào tuần trước, Ban quản lý nhà máy nói với nhóm chuyên gia IAEA rằng chiếc máy bay không người lái trong vụ tấn công mới nhất đã bị vô hiệu hóa, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Cho đến nay, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân tại địa điểm này. Tuy nhiên trong một tuyên bố trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA mới đây, ông Rafael Grossi thừa nhận khả năng xảy ra tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vẫn hiện hữu mặc dù đã chuyển tất cả các tổ máy điện sang chế độ tạm dừng hoạt động. Ông Grossi cho biết mặc dù thực tế là 6 trong số các lò phản ứng của nhà máy này đang ở chế độ tạm dừng hoạt động và tổ máy cuối cùng cũng đã được chuyển sang chế độ này theo khuyến nghị của IAEA nhưng nguy cơ tiềm ẩn xảy ra một tai nạn hạt nhân lớn vẫn rất thực tế. Theo ông Grossi, thế giới đang cận kề một vụ tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và nguy cơ xảy ra sự cố như vậy phải được giảm thiểu bằng tất cả khả năng có thể. Trước đó, ông Grossi đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủng hộ 5 nguyên tắc đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, bao gồm không cho phép những cuộc tấn công vào nhà máy này hoặc từ khu vực nhà máy không triển khai tại đây các loại vũ khí hạng nặng và nhân viên quân sự vốn có thể được sử dụng để tấn công, không gây nguy hiểm cho nguồn điện của nhà máy, bảo vệ mọi công trình, hệ thống đảm bảo nhà máy được vận hành an toàn, không thực hiện bất kỳ hành động nào làm suy yếu các nguyên tắc này. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia được xây dựng từ năm 1984 đến năm 1995 là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ 9 trên thế giới. Nhà máy nằm ở bờ nam sông Dnieper nơi quân đội Nga kiểm soát từ những ngày đầu cuộc xung đột với Ukraine. Mặc dù nhà máy này có thiết kế khác so với nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và được bảo vệ khỏi hỏa hoạn, song các chuyên gia an toàn hạt nhân và IAEA nhiều lần cảnh báo giao tranh trong và xung quanh các cơ sở hạt nhân như vậy tiêm ẩn những rủi ro cực kỳ nghiêm trọng. Theo Reuters, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn cứ quân sự Kansu, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 50 km về hướng nam hai nguồn tin của hãng tin cho biết vụ nổ xảy ra nghi là một đòn không kích tại căn cứ quân sự của các nhóm thân Iran tại Iraq đêm ngày 19 tháng 4. Nhiều người đã bị thương sau vụ nổ trên. Lực lượng huy động nhân dân PMF, hay còn gọi là Hased Asabi của Iraq, một tổ chức an ninh chính thức cho biết vụ nổ xảy ra tại sở chỉ huy của họ, gây thiệt hại vật chất và thương tích. PMF đang điều tra vụ việc. Các nguồn tin tại bệnh viện ở thành phố Hinla gần đó cho hay một thành viên PMF thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ. Tuy nhiên, chưa có nhóm nào lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm. Bộ Tư lệnh Trung tâm Sencom, đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ngay sau đó đã phủ nhận thông tin Washington liên quan đến sự việc. Cơ quan này cho biết không tiến hành cuộc không kích nào ở Iraq trong ngày. PMF là liên minh dân quân do chính phủ Iraq hậu thuẫn, được thành lập từ năm 2014 nhằm phục vụ cuộc xung đột chống IS tự xưng Mạng lưới này bao gồm khoảng 67 nhóm vũ trang hoạt động trên lãnh thổ Iraq, với tổng cộng khoảng 230.000 dân quân, phần lớn là các nhóm Hồi giáo CIA, cùng với các lực lượng Hồi giáo Sunni, Thiên Chúa Giáo và dân tộc thiểu số Yazidi. PMF về lý thuyết là một phần của lực lượng vũ trang Iraq và nằm dưới quyền chỉ huy của Thủ tướng Mohammed Sia al-Sudani, người giữ cương vị tổng chỉ huy quân đội. Tuy nhiên, PMF cũng được coi là nhóm vũ trang CIA, chịu chi phối bởi Iran có nhiều hoạt động lệch khỏi chủ trương của Ba Baghdad. Trong một diễn biến liên quan khác, Mỹ và Anh trước đó đã công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran sau vụ nước này phóng tên lửa vào thiết bị bay không người lái tấn công Israel đêm ngày 13 tháng 4. Bộ Tài chính Mỹ cho biết, nước này trừng phạt 16 cá nhân và hai thực thể tham gia vào việc sản xuất máy bay không người lái của Iran, bao gồm các loại động cơ dùng cho các máy bay không người lái Shahed được sử dụng trong vụ tấn công trên. Bên cạnh các lệnh trừng phạt đối với chương trình máy bay không người lái, Mỹ cũng đang trừng phạt 5 công ty cung cấp linh kiện cho ngành thép của Iran. Trong khi đó, Anh cũng thực hiện các biện pháp tương tự nhằm vào một số tổ chức quân sự, cá nhân và cơ quan Iran tham gia ngành công nghiệp sản xuất UAV và tên lửa đạn đạo của nước này. Trong bối cảnh đó, Liên minh châu Âu, EU thông báo sẽ áp đặt các biện pháp cấm vận mới đối với Iran sau vụ tấn công Israel. Tuy nhiên, EU chưa công bố các biện pháp trừng phạt cụ thể. Việc Hezbollah tấn công Israel mới đây được cho là màn trả đũa trực tiếp dành cho việc Israel không kích vào miền nam Liban. Trong thông báo đưa ra ngày 17 tháng 4, phía Hezbollah cho biết đã tập kích cơ sở quân sự tại làng al aramse ở miền bắc Israel. Israel cho hay vụ việc làm nhiều binh sĩ bị thương, đồng thời xác định Hezbollah đã sử dụng tên lửa chống tăng và UAV trong cuộc tấn công. Phía Hezbollah tuyên bố vụ tấn công trên nhằm đáp trả việc Israel bắn hỏa lực vào các mục tiêu ở miền nam Liban, khiến ông Ismail Bas, một chỉ huy Hezbollah đã bị sát hại tại thị trấn Ain Eben. Ông Bas được cho là người đứng sau các vụ tấn công bằng tên lửa và đạn chống tăng vào Israel. Theo thông tin từ cơ quan an ninh Liban, Israel còn tấn công hai phương tiện tại thị trấn Chehabije cũng ở miền nam. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy UAV lao xuống làng và phát nổ coi báo động không kích hoạt trước vụ tập kích. Israel sau đó được cho là đã tiếp tục không kích tấn công hai thành viên Hezbollah là Mohammed Sehouri chỉ huy đơn vị rocket và tên lửa thuộc lực lượng đặc nhiệm Radwan và Mahmoud Ibrahim Faden Ala. Tuyên bố của Hezbollah không xác nhận chức vụ của những thành viên thiệt mạng trong đòn tấn công từ Israel. Giao tranh xuyên biên giới giữa Hezbollah và quân đội Israel diễn ra gần như hàng ngày từ khi xung đột tại giải Gaza bùng phát tháng 10 năm 2023. Hezbollah tuyên bố đang hành động để ủng hộ Hamas và người dân ở Gaza. Hezbollah là một tổ chức Hồi giáo hùng mạnh ở Liban và được biết nằm trong số các nhóm do Iran bảo trợ tại Trung Đông. Tính từ năm 2006 tới nay, đây là giai đoạn đối đầu nhất giữa hai bên. Nguy cơ xung đột Hezbollah, Israel bùng nổ trở nên lớn hơn sau vụ Israel tấn công khu vực tòa nhà ngoại giao Iran ở Syria dẫn tới việc Iran lần đầu tiên khai hỏa trực tiếp với hàng trăm drone và tên lửa nhắm vào đất Israel.